CS và xóa những gì đang có trên màn hình đi. CS nó thành là Still From của panel, sau đó xóa những cái đang có trên màn hình đi. Rồi xuống lại mặt bằng. Xuống lại mặt bằng. Yeah. Xuống lại mặt bằng. Các bạn sẽ đặt cái miếng ván đó lại vào đây bằng cách là vào trong Open, mở lại cái flat lên. Yeah, mở lại cái flat. Rồi load into Rochette and Cloud. Load cái miếng flat này nè. Load vào dự án và Cloud đi. Load Rochette, Cloud. Tiếp vào Play on Woodland. À để ý nè, thằng này có hai mặt phẳng làm việc. Và cái bước này mình ghi một số bảng làm lại này. Các bạn mở lại cái flat này lên này được chưa? Mở lại cái thằng này. Mở lại thằng này. Mở lại cái thằng flat này lên này. Mở lại cái thằng flat. Giờ làm sao mở là vì các bạn ưa file mở hay phải như nào mở. Sau đó các bạn load into Rochet and Cloud. Load into Rochet and Cloud là load vào cái thằng mà mình vừa set á. Rồi xong. Load vào Rochet and Cloud. Sau đó các bạn tiếp vào cái chỗ này, một số bạn thoát lệ nó thì gọi cho CM component. Tiếp vào Play on Workland. Ở mặt bằng nha. Khoan chụp lại. Ở mặt bằng. Chọn là Play on Workland. Rồi. Play on Workland. Rồi các bạn bấm đại đi, đừng có lo, bấm đại đi, bấm đại đi, bấm đại xuống, được chưa? Rồi, ổn hết rồi đúng không? Sau đó nè, mới nhấp vào miếng ván này nè, các bạn thấy nè, 2, các bạn gán lại bằng 2. Nhiều bạn thắc mắc lắm, ủa thầy làm chi, thầy làm bên kia xong thầy qua đây thầy làm lại, từ từ sẽ hiểu tại sao nha. Rồi, hôm cái 2 này xíu nó sửa lại nè, không phải bằng 2 đâu, nó bằng cái khác, nó bằng cái thickness. Rồi, width. Thì nó vẫn bằng width. Len nó vẫn bằng len. Được chưa? Bấm vào miếng ván. Một, bấm vào miếng ván. Đừng bỏ qua nha. Mình đang còn chụp lại nè. Một là bấm vào miếng ván. Hai á, là chọn cái hai này. Gán bằng cái hai. Chọn cái len này nè. Gán bằng cái len. Rồi chọn cái width này nè. Gán bằng cái width. Đó. Các bạn gán hết cái đống đó lại. Riêng cái thằng này nè, riêng cái thằng 2 này nè, lát nó phải sửa. Thằng 2 không phải gán bằng thằng 2 mà gán bằng thằng thickness. Thôi bôi này đi. Riêng thằng 2 thì các bạn chưa gán được, tí nữa mình sẽ sửa. Sẽ cancel cái chỗ này lại cho chụp hình nó tào lao. Nên. Rồi. Một, chọn đối tượng. Hai là gán cái thằng width bằng width. Length bằng length. Nhưng mà hai thì các bạn để đó. Nó chính là bằng thickness đấy. Hai thì các bạn chọn là new parameter. Và chọn là share. Rồi chọn là general gì đó. Cuối cùng các bạn chọn đó là thickness bề dày. Về dài miếng bán NLS. Rồi riêng thằng 2 không gán được nha. Riêng thằng 2 không gán được. Các bạn gán hết trừ thằng 2 lại. Nhiều bạn đang còn thắc mắc cái 2 là cái gì mà sao thầy cho em gán luôn. Mình đã nói đây là bề dày của cái tấm ván, được chưa? Sau này các bạn sẽ có các cái gân lá. Một số bạn thì làm là cái lá nó dày bằng cái sườn. Còn một số bạn thì làm cái lá nó mỏng hơn cái sườn. Được chưa? Thì cái thằng 2 này các bạn sẽ new một parameter. Chọn là xe select general thickness nha. Hoặc là để T cũng được, để thickness cũng được. Cái này nên để thickness cũng đi. Bên mà bên kết cấu thì nó dùng chữ T.
Còn bên Copa mình thì chọn chữ thích nợ nó đầy đủ hơn. Một này vẫn đang chọn cấu kiện, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín này, 10 này, 11 này. Nhiều bạn vẫn chưa thắc mắc tại sao đây mình lại chọn thai. Do bề dày miếng ván, bề dày miếng ván trong trường hợp này, nếu mà các bạn chọn thai á thì vô project mới sửa được. Ở cấp này các bạn vẫn để instant nhé, để instant đi, instant instant. Từ từ vài bữa nó hiểu nha. Tạm thời bây giờ mấy cái chỗ instant và thai này các bạn chưa hiểu nổi, nhưng mà tạm thời làm theo đi. Instant rồi, thích nợ này, ok này, instant này, rồi ok này, ok tiếp này. Rồi xong hết rồi á, thì các bạn sẽ align cái thằng này về đúng vị trí, chọn lên align, chọn cái red line này, align cái này qua, khóa lại. Khóa lại được chưa? Rồi coi như là mình xong cái miếng này. Tới đây nhìn khá là buồn cười đúng không? Làm tới cái thư viện thứ hai cuối cùng ra đáp án được cái thư viện thứ nhất, được chưa? Làm tới cái thư viện thứ hai mà đáp án nó ra lại thư viện thứ nhất, để tại sao không lấy cái hồi nãy làm tiếp? Khác nhau hoàn toàn nha. Nếu các bạn lấy cái hồi nãy các bạn làm tiếp đó là chung một khối. Còn đây các bạn đang tách ra các cái phần tử rời rạc, rồi dựa trên cái phần tử rời rạc này các bạn sẽ array, các bạn rải nó ra, được chưa? Rồi giờ mình sẽ đặt thêm một cái nữa cho các bạn hình dung, rồi các bạn về nhà các bạn làm tiếp nha, tại lát nữa mình có lớp sớm. Rồi cũng lặp lại cái việc này, cũng lặp lại cái việc này, mình sẽ nói để cho các bạn có cái mà các bạn làm phần này thì các bạn có thể xem mình làm cũng được. Làm lại create này, create này, hoặc các bạn ghi chọn cái này nè, chọn create similar này, CS này, hoặc là bấm phím một này, bữa trước đặt lệnh tắt là một ấy, rồi cứ đặt đại play on good land này. Rồi bây giờ cái thằng này nè các bạn, lúc mà các bạn làm cái này á thì các bạn phải hiểu cái sườn này nè, cái sườn này nha, cái sườn này có cái thân sườn ngang và thân sườn đứng. Nó không phải như bê tông, bê tông là các bạn cứ kéo qua kéo về thoải mái, và ở giữa người ta tự chôn lại với nhau. Trong thép á buộc lòng các bạn phải để một cái ăn cái còn lại. Trong bài này là thân ngang ăn thân đứng hay thân đứng ăn thân ngang, cái này phải dùng kiến thức kết cấu trả lời chứ không đoán mò được nha. Bây giờ này mình sẽ có này, phương kính ngắn và phương kính dài, phương là chủ lực chính. Nếu như mà các bạn xét theo phương kính ngắn kính dài á thì các bạn sẽ trả lời được với mình á là phương kính ngắn là phương chủ lực chính. Đó là nếu các bạn đang dùng theo quan niệm là kính ngắn và kính dài. Được chưa? Nếu dùng theo quan niệm kính ngắn kính dài. Nhưng nếu các bạn dùng theo quan niệm gọi là gamma nhân h. Gamma nhân h nha, nếu mà dùng gamma nhân h á thì cái phương đứng này lại là phương chủ lực nhiều hơn, tại vì là nó cần cái cây này liên tục để nó chịu đứng. Thì các bạn để ý tiếp đây nè, thấy không, thanh này làm đứng nè, thấy không, hiểu 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 ý không, thanh này lại là thanh chịu lực cứng hơn nè. À, và các bạn qua cốt thanh nhôm các bạn thấy thanh dọc lại là cái thanh cần mà nó gia cường cứng, còn cái thanh ngang á là cái thanh mà họ hàn thêm, hiểu ý không? Có ai ai coi cốt thanh nhôm, từ đây cốt thanh nhôm làm cái này phải hiểu nha, còn làm không hiểu là nắc bét đó. Rồi cốt thanh nhôm nè, cốt pha nhôm này, nhìn này, cái sườn sẽ là thanh đứng nè, thấy không, thanh dọc này sẽ là thanh continue nè, còn thanh ngang là thanh bị đứt ra nè. Phải hiểu tại sao nó như vậy nha, chứ đừng có thấy vậy rồi xong ủa em nhìn thấy vậy em làm theo vậy. Đây nè, thấy không, thanh đứng là thanh continue nè, còn thanh ngang là thanh bị đứt nè, được chưa? À, kiếm cái chỗ nào nó gia cường thêm cái sườn ở giữa nữa, được chưa? Nói chung là thanh ngang sẽ là thanh đứng, còn cái thanh bị đứt ra, còn thanh dọc sẽ là thanh liên tục. Vậy trong bài này mình đang để thanh len này là thanh liên tục, thì cái sườn theo phương len nó sẽ là thanh dài liên tục, còn cái thanh bên này sẽ là thanh bị đứt ra.
Hiểu ý không? Rồi. Thì ở đây nè, len thằng này nó vẫn bằng len. Được chưa? Len nó vẫn bằng len. Rồi. Width á, width á thì là nó mình sẽ cho nó dày là bằng 4 ly. Width width của cái thân sườn này vẫn là 4 ly, được chưa? Width là bằng thickness. Thickness là 4 ly. Nhưng cái hai này á thì nó không phải là bằng 4 nữa, mà ví dụ như cái này các bạn phải tính. Một số bạn sẽ không biết là chọn bao nhiêu, được chưa? Ví dụ như cái này thường thường nó ra làm á thì cái V mà nó làm á là thường là sử dụng V5. V5 mà ở dưới 4 á thì ở trên này sẽ là 50 trừ 4 là được là bao nhiêu? 46, được chưa? 46. Và các bạn sẽ chọn đây cho mình một cái biến gọi là biến T. 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 Để nó ở dạng instant luôn và để nó trong group là data. Rồi mình sẽ chụp cái chỗ này lại. Khoan. Chọn cái thằng này. Rồi, gán nè. Len á thì nó bằng len. Nhưng mà width á thì nó bằng thickness. Còn cái thằng hai á thì các bạn sẽ chọn là new. Rồi, cái này không cần share nha, không cần thống kê nên các bạn chọn family, được chưa? Rồi các bạn chọn là T instant, ok, được chưa? Rồi, ok, rồi. Và trong này nè, cái T này nè, cái hai bây giờ các bạn để cho mình là hai bằng 50, còn cái thằng T sẽ bằng hai nè trừ đi thickness. Nhiều bạn vẫn chưa chưa rõ cái chỗ này. Có gì thì làm theo tới đây đi nha, rồi bữa sau mình giải thích thêm. Rồi, bữa sau về làm tiếp, rồi thắc mắc cái gì thì hỏi tiếp, tại vì lát nữa mình giải tiếp. Rồi, tôi nghỉ xíu. Rồi, ở đây lặp lại cái việc align. Khóa cái này với cái này, khóa cái này với cái này, được chưa? Rồi, nhưng work line nó bị sai nha, báo trước work line nó bị sai. Và một số bạn sẽ lặp lại như thế này, người ta sẽ vẽ full hết cái này. Nhưng mà hiện tại các bạn cứ thử làm thử nha. Một là các bạn thử array, hai là các bạn thử thế này, thử thế kia, rồi có gì là bữa sau các bạn hỏi mình. Ví dụ như cái chỗ này work line thằng này không đúng nè. Thằng này phải nằm trên, thì trên mặt trước này nè, các bạn phải vẽ thêm một cái red line nữa. Và các bạn sẽ dim từ đây đến đây. Biến này chính là biến thickness. Và cái thằng này nè, work line của nó nè, edit work line, pick the line, chọn lại thằng này. Cái phần cuối này bữa sau mình sẽ hướng dẫn lại nha. Còn bây giờ mình sẽ nói để cho một số bạn ngày mai tối nay thực hành, chứ thôi hôm nay nó học về chả có gì để thực hành. Rồi, các bạn có thể copy cái thằng này ra, hoặc là các bạn array hoặc dùng gì đó. Trong bài này là tốt nhất là array, được chưa? Array. Rồi, array á, thì các bạn sẽ chọn cho mình là last second. Cái này chọn last. Rồi cái này bữa mai mình làm lại, mai mình làm lại hết nha. Mình chỉ làm để cho ai tốn hay về thực hành rồi có gì thắc mắc hỏi thôi. Còn những bạn làm không được đừng có thắc mắc nha, mai làm lại hết. Rồi khóa hai đứa này lại. Nhập trên này cho nó một cái là n. N này là kêu bằng n đứng, phương đứng mình gọi là n vertical. NV vertical instant để này trong data. Rồi mai làm lại hết nha, ai làm không kịp thì đừng có quan tâm. Rồi cái này mình sẽ cho thêm một biến nữa là spacing, new thêm một biến gọi là space khoảng cách giữa các cái sườn. Hai, giả thử cái sườn này mình đang để là 100, thường thường cái này có tầm 200 á, 200 thì n sẽ bằng round này, làm tròn xuống này. Còn tại sao làm tròn xuống thì từ từ về nghiên cứu round down của width nè, bề rộng nè, chia nè, space nè, làm tròn xuống của thằng này, sau đó cộng thêm một, được chưa? Rồi đim thử nó sẽ ra một số nhỏ hơn 200.
chơi cái màu đỏ nó hơi chói, được chưa? 199 được chưa? Tại vì đây là lấy cái cuối rồi. Sau đó mình sẽ nghiên cứu cái cách mình làm sao ra được cái sườn theo cái phương này, array theo phương này, được chưa? Cái này là các bạn về nhà các bạn có thể nghiên cứu. Mục đích của mình nè, số lượng cái thanh này nó thay đổi, cái đầu tiên các bạn cần phải xử lý nè, số lượng cái thanh này nó thay đổi và nó lại rải tiếp theo phương này, được chưa? Có thể bây giờ nó ra là 1 2 3 4 5 6 7 7 đứa đúng không? Nhưng có thể nó ra là 6, có thể ra là 3. Rồi cái space này nó cà chớn nó lại thay đổi nữa. Thì cái các bạn cần phải tính ra là ở giữa này có bao nhiêu cây và lấy cái đó rải theo phương này. Thì có gì ngày mai làm tiếp, còn bây giờ ở đây các bạn ra là view 1, các bạn update avatar, các bạn save phát. Được chưa? Rồi ngày mai mình sẽ hướng dẫn các bạn mặc bây giờ đang làm như thế này nhưng mà ngày mai hai cái thanh này nó khác nè. Mấy cái thanh trong này thì đúng rồi nhưng hai thanh ngoài này nó không đúng. Hai thanh ngoài này nó không đúng nha, hai thanh ngoài này nó có lỗ, thanh ở dưới này nó cũng có lỗ, thanh ở trên nó cũng có lỗ. Rồi, có gì mai học tiếp, bây giờ có ai thắc mắc gì không? Thầy xoay 3D đó kiểu sao vậy? Hả? Thầy xoay cái 3D kiểu sao vậy? Em thường là em xoay ở trên góc. Rồi, em bấm phím Shift cộng với chuột giữa. Shift cộng chuột giữa nha. Xong rồi mình di À đúng rồi, là nó quay. Ok, chuyển. ổn đúng không? Rồi có gì ngày mai các bạn hỏi, hôm nay về cứ coi cái phần đó trước, thắc mắc gì mai hỏi nha. Lát 6 giờ mình có lớp lại rồi. Dạ em chào thầy. Ok.